Hi, xin chào tất cả các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thái Phạm và tôi là founder và là nhà sáng lập của cộng đồng đầu tư và thịnh vượng Happy Life. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong cái clip nói chuyện follow up về chủ đề là nghị quyết đầu năm mới của bạn là như thế nào, và hay còn gọi là New Year Resolution, nghị quyết đầu năm trong tiếng Anh. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Vậy thì chúng ta đã trải qua clip đầu tiên, và khi bạn đang xem clip này thì tôi dám hứa với bạn rằng, và tôi tin tưởng rằng, bạn đang là người thực thi những việc mà bạn đặt ra trong 15 ngày trước hay là đầu năm 2019 và qua cái Tết của năm 2019 rồi, phải không ạ? Vậy thì bạn có nhớ tôi nói gì với các bạn về trong cái clip trước để đặt kế hoạch đầu năm 2019 không? Chúng ta đều nhớ rằng để thực thi được một cái kế hoạch của năm 2019, để viết ra được, thì mục tiêu của chúng ta phải thực sự là hấp dẫn, đúng không ạ? Cái thứ hai là mục tiêu đó nó phải thôi thúc chúng ta thực hiện mỗi ngày, thực hiện những công việc của mình mỗi ngày. Và thứ ba đó là mục tiêu đó chúng ta cần phải review, tức là chúng ta phải xem xét lại nó. Chúng ta phải xem nó hàng ngày, vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Đó là ba điều mà tôi nhắc bạn. Và tôi cũng nói với bạn rằng là việc đặt mục tiêu nó có thể là đến từ mục tiêu đối với lại công việc, đối với lại sự nghiệp, đối với lại tài chính, đối với tiền bạc, đối với sức khỏe, đối với tâm linh, đối với tinh thần và đối với cảm xúc. Có rất nhiều mục tiêu khác nhau, chẳng hạn như là mục tiêu liên quan đến sức khỏe và cải thiện mối quan hệ giữa vợ chồng hoặc con cái, hoặc là giữa những đôi tình nhân yêu nhau chẳng hạn. Đó là những cái mục tiêu hết sức là cụ thể. Và tôi cũng nói với bạn rằng nhiều mục tiêu như vậy thì chúng ta chỉ thực hiện được 5 mục tiêu trong năm 2019. Đó là 5 mục tiêu lớn mà thôi. Chúng ta có thể có 25 mục tiêu, thậm chí 100 mục tiêu chúng ta cần phải làm trong năm 2019. Nhưng sự thật là chúng ta chỉ có thể thực hiện được tối đa 5 mục tiêu lớn trong năm 2019, thuộc tất cả những lĩnh vực mà tôi vừa nói với các bạn về cuộc sống, về sự nghiệp, về tiền bạc và tâm linh, tinh thần, cảm xúc, sức khỏe hay là mối quan hệ mà thôi. Và khi bạn đưa ra 5 mục tiêu cần phải thực hiện trong năm 2019, bạn sẽ chẻ nhỏ nó thành những mục tiêu của quý, mục tiêu của tháng, mục tiêu của tuần và mục tiêu của năm. Riêng đối với tôi thì mục tiêu của tuần là mục tiêu quan trọng nhất, bởi vì tôi biết rằng là tôi sẽ phải làm gì vào ngày đầu thứ hai đầu tuần, và chúng tôi phải làm gì và tôi phải làm gì ở đây, cần phải làm gì sau khi kết thúc một tuần. Tôi ngồi tổng kết lại tôi đã thực hiện được những điều gì trong tuần, và những điều gì tôi chưa thực hiện được, và những việc gì cần phải làm trong tuần tiếp theo. Thì đó là điều mà tôi khuyên các bạn. Các bạn có nhớ rằng là tôi cũng đã nói về chuyện có 4 cái câu thần chú của tôi. Thực ra là 6 câu thần chú, nhưng trong clip trước là tôi đã chia sẻ với các bạn về 4 câu thần chú, phải không ạ? Chúng ta cùng điểm lại. Thứ nhất, chúng ta cần phải có kỷ luật. Kỷ luật của một người giống như sống ở trong quân đội một người lính chẳng hạn. Chúng ta phải thực hiện, biến những cái hoạt động của mình trở thành hoạt động được lặp lại thành thói quen. Và tôi khuyên các bạn rằng chúng ta không bao giờ quyết định được tương lai, chỉ có thói quen quyết định được tương lai. Và khi chúng ta xây dựng thói quen, điều đó có nghĩa rằng chúng ta sẽ quyết định tương lai của mình. Và thói quen được quyết định bởi một thứ, đó chính là tính kỷ luật. Điều thứ hai mà tôi cũng chia sẻ với các bạn, đó là energize, tức là năng lượng, là câu thần chú của tôi. Bất cứ khi tôi làm một điều gì thì tôi cần một nguồn năng lượng có thể xé toạc tôi ra. Chẳng hạn như tôi chạy bộ chẳng hạn, các bạn thấy trong rất nhiều chia sẻ của tôi trên Facebook hay trên YouTube, bạn sẽ thấy tôi toát ra một nguồn năng lượng. Mà nguồn năng lượng này không phải là tôi cố gắng, mà đó là bởi vì khi tôi thay đổi cái trạng thái cơ thể của mình và tôi muốn có năng lượng, thì năng lượng từ đâu đó nó sẽ đến với tôi và sẽ xé toạc tất cả những không gian, tất cả những công việc tôi làm, và cấp thêm cho tôi nguồn tua bin hay là bộ máy khiến tôi có thể thúc đẩy và làm việc công việc của mình. Đó là điều thứ hai, câu thần chú thứ hai trong bất cứ công việc nào tôi làm. Hành động, đó là những điều mà tôi chia sẻ với bạn, phải không? Và điều thứ ba, đó là bạn phải có được một sự quyết đoán, determination. Tôi đã chia sẻ với bạn rồi, quyết đoán là điều quan trọng nhất đối với một con người. Bởi vì nếu chúng ta khi một làm điều gì chúng ta còn lưỡng lự chẳng hạn, thí dụ bạn muốn đặt kế hoạch là 5 giờ sáng bạn dậy và đọc sách chẳng hạn, bạn nghe chuông đồng hồ và bạn snooze, tức là nhấn vào nút snooze, nhấn nút báo động của nó ngừng lại, không những một lần, hai lần, mà thậm chí 3-4 lần bạn mới tỉnh dậy, thì điều đó chứng tỏ rằng bạn là một người luôn luôn trì hoãn và không quyết đoán.
Và khi bạn đưa cái điều determination, tức là tính quyết đoán vào trong sự kỷ luật, cũng như bạn có một cái sự kỷ luật và bạn quyết đoán rằng tôi phải dậy lúc 5 giờ và khi tôi nghe tiếng chuông đồng hồ vào lúc 5 giờ kém 5 là tôi dậy ngay, thì khi đó cái tính quyết đoán và tính quả quyết của bạn sẽ dẫn đến hành động, đó là bạn sẽ nằm im một lúc 5 phút và bạn nghĩ việc bạn cần phải làm quan trọng trong ngày là gì và bạn sẽ dậy ngay. Đó là điều thứ 3, câu thuần chú mà tôi chia sẻ với bạn. Câu thuần chú thứ 4 mà tôi chia sẻ với bạn trong bất cả hoạt động về thể thao, công việc, tài chính hay về mối quan hệ của tôi, đó chính là faith, keep the faith, hay còn gọi là có một niềm tin về đấng tối cao. Tôi nói với các bạn là chúng ta không nhất thiết phải theo đạo Chúa, chúng ta cũng không nhất thiết phải là theo đạo Phật. Dù bạn có theo Chúa hay theo Phật hay theo Thánh Allah hay bất cứ một tín ngưỡng nào trên thế giới, thì bạn cần phải hiểu rằng là con người được sản sinh ra từ chính một thứ, đó là từ ơn trên, từ người đấng tạo hóa của mình. Và khi bạn có một niềm tin vào tạo hóa, niềm tin về ơn trên và niềm tin vào chính bản thân mình, hãy giữ niềm tin với chính những cái thứ gì thuộc về mình, thì bạn đang xây dựng một thế giới về mặt tinh thần, tâm linh cho bạn, để bạn có thể vượt qua những nghịch cảnh. Và ngày hôm nay trong video follow up này, tôi sẽ nói với các bạn về hai từ nữa, chính xác là hai câu thần chú nữa mà tôi muốn dành tặng các bạn sau 15 ngày kể từ khi bạn xem video thứ nhất. Đó chính là gì? Là courage. Courage đó nghĩa là gì? Là bạn phải thực sự là dũng cảm trong quyết định của mình. Thực sự đó là khi bạn làm một điều gì đó, thí dụ như bước chân lên cái máy treadmill, máy chạy bộ, thì việc đầu tiên bạn rất ngại, mặc dù bạn có tính quyết đoán rồi, nhưng bạn phải có một cái dũng khí bước lên cái máy chạy bộ để bắt đầu nhấn cái con số đầu tiên, thí dụ như là 5 km/h để bạn bắt đầu đi bộ những bước đi đầu tiên chẳng hạn. Thì việc đó nó đòi hỏi hàng ngày của bạn phải có một thứ tôi gọi là courage, hay còn gọi là sự dũng cảm. Hay là một thí dụ khác, ai không biết là ok, chúng ta tắm nước lạnh là việc rất quan trọng và điều rất hữu ích đối với lại sự phát triển về cái gọi là cái sức đề kháng, tăng sức đề kháng cho cơ thể của bạn. Tuy nhiên không ai dám làm điều đó, đặc biệt là ở mùa đông ở phía miền Bắc chẳng hạn. Việc tắm nước lạnh là một việc điên rồ trong suy nghĩ của rất nhiều người và nhiều người không dám làm điều đó. Nhưng mà để tắm nước đúng vậy thì thực ra nó cũng rất là đơn giản thôi. Đó là gì? Chúng ta phải có một cái dũng khí bước vào phòng tắm, đóng tất cả các cửa lại và bắt đầu chúng ta không để cho gió, tức là quạt hút mùi ha, hay là gió làm cho chúng ta bị ảnh hưởng, bị hút lên, nó thay đổi cái không khí, mà chúng ta bắt đầu từ một thứ thôi, nó gọi là cái courage, tức là cái sự dũng cảm của mình, bắt đầu cho những giọt nước lạnh đầu tiên vào bắp tay, vào hai bên tay, vào chân chẳng hạn, và bắt đầu xoa trên ngực, thì bắt đầu chúng ta bắt đầu làm quen với nước lạnh. Nhưng điều đó nó đến từ một thứ, đó là tính dũng cảm và dũng khí bắt đầu một điều gì đó mới. Hay bạn muốn khởi nghiệp, rất nhiều người gọi cho tôi nói: anh ơi, em rất muốn lời khuyên của anh về khởi nghiệp, anh ơi, em cần những lời khuyên của anh về SWOT analysis, tức là về phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của mình. Nhưng rất nhiều người muốn làm những điều gì đó mới về khởi nghiệp, về xây dựng một công ty, xây dựng một thương hiệu, nhưng họ không có can đảm, courage để làm được điều đó. Họ chỉ trông mong người khác giúp đỡ mình và đưa ra những lời khuyên. Những lời khuyên có thể đọc được từ sách, những lời khuyên có thể xem từ video này và rất nhiều video khác của tác giả ngoài nước và trong nước. Nhưng mà cái điều thiếu của họ đó là thực sự họ không có hành động. Cái điều không có hành động đó nó đến từ một thứ, đó là sự dũng cảm, hay đó là sự can đảm khi bắt đầu một điều gì đó mới. Thì đó là cái câu thần chú thứ 5 mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và câu cần chú cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn, đó chính là cái chữ commitment. Tức là khi bạn làm một điều gì thì bạn phải thực sự cảm thấy rất là cam kết, gắn kết, tiếng Anh nó gọi là commit, tức là bạn cam kết về mục tiêu của bạn. Bạn đã cam kết là bạn hành động thì bạn phải hành động. Bạn đã cam kết với sếp của bạn là bạn xong deadline, tức là xong cái công việc của bạn trong một thời điểm nào đó thì bạn phải làm. Bạn đã cam kết, thí dụ như là ra 2 video một tuần giống như tôi chẳng hạn, đối với độc giả của mình và những người xem của mình, thì việc làm cách nào tôi cũng phải làm được điều đó. Đó là những thí dụ về sự cam kết. Hay tôi nói thí dụ các bạn rằng tôi muốn ra 2 cuốn sách mỗi tháng, đó là sự cam kết của tôi, thì tôi phải làm bằng được. Bởi vì đó là danh dự, đó là lòng tự trọng, đó là thói quen, đó là mục tiêu của tôi, và tôi phải cam kết với mục tiêu của mình thì tôi mới làm được điều đó. Và khi tôi có sự can đảm, tôi có sự cam kết, tôi có kỷ luật, đúng không? Tôi có niềm tin với lại ơn trên,
niềm tin với chính bản thân mình, cũng như là tôi có sự quyết đoán. Và tôi có được một thứ nữa, đó là khi tôi làm điều gì tôi cũng rất là energy, rất là có năng lượng. Thì các bạn thấy 6 câu thần chú đó sẽ khiến cho bạn vượt qua mọi nghịch cảnh, và bạn sẽ tiếp tục thực thi được những mục tiêu của mình trong năm 2019. Và khi bạn xem đến đây thì tôi muốn bạn hãy comment cho tôi biết là bạn đã thực hiện 2 tuần vừa rồi những mục tiêu cam kết của bạn trong năm 2019, những mục tiêu cá nhân của bạn là gì, 5 mục tiêu của bạn, mục tiêu về công việc, mục tiêu về tài chính, mục tiêu về sức khỏe của bạn như thế nào rồi. Bạn hãy chia sẻ với tôi và chúng ta hãy cùng tham gia vào cộng đồng Happy Life đầu tư và thịnh vượng, để chia sẻ những kiến thức với nhau, để chia sẻ những kinh nghiệm, để chia sẻ những cách mà chúng ta vượt qua những nghịch cảnh, và chúng ta gắn kết với nhau như thế nào để có được những hành động và hành động cho tương lai tài chính của mình. Và tương lai tài chính của mình luôn luôn bắt đầu từ những việc hoàn thành mục tiêu cá nhân. Và đó là tất cả những điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video follow up này. Và khi bạn xem video follow up này, tôi hy vọng rằng bạn lại có thêm động lực để bạn tiếp tục trên con đường của mình, chinh phục những mục tiêu trong sức khỏe, trong tâm tinh thần, trong tâm linh, trong cảm xúc, trong công việc, trong mối quan hệ, trong sự nghiệp và trong tài chính cá nhân của bạn. Hãy viết ra giấy những con số mà bạn rất inspire, rất được truyền cảm hứng về tài chính cá nhân của bạn, thu nhập của bạn, mức mà bạn tích lũy, mức mà bạn đầu tư trong năm 2019 là gì, và hãy thực hiện nó ngay bây giờ. Và tôi xin chúc bạn thành công. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video và những chủ đề tương tự, hoặc là những chủ đề về đầu tư cá nhân, hoặc là những chủ đề về đầu tư phát triển sự nghiệp kinh doanh của bạn. Và xin chúc bạn thành công. Xin gặp lại các bạn.